Là xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay tiếp tục đến nhà của em Thi để quay giới thiệu chú vị và các bạn một lô mai tàn ha. Rồi, chào Thi. Chào anh Tấn, chào các bạn trên kênh Mai Vàng Quê Dừa. Hôm nay em có đem về là mấy chục cây mai giảo hạt Thu Đức được giao lưu cô chú anh chị mình. Hình thức của em vẫn là bao ship toàn quốc. Địa chỉ của em là cầu Nguyễn Tấn Mẫn, ấp An Thuận, xã Bình Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em là 0336966537, cũng là số Zalo của em luôn. Rồi bắt đầu là mình vào cây số 1. Rồi, mã số 1 quý vị. 1A đi anh, cho mình đỡ trùng clip. Rồi 1A. Rồi cao 1m7, tán ngang em nó khoảng 1m5 nha quý vị. Đó, lá già xanh đậm luôn, nút nụ luôn. Rồi nút nụ quý vị. Đó, quá xá luôn ha. Đó, này về chơi Tết cũng quá đã rồi ha. Đó, tay cành nè. Quanh 20 quanh. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Giao giá 900. 900 ngàn. Rồi, xuống cây. 1A. Rồi, 2A. Rồi, 2A này cao tầm 1m7 luôn. Tán ngang thì chắc khoảng 1m3 trở lại. Rồi, vàng xương. Từ trên xuống quý vị xem cho kỹ nha. Rồi quanh. Quanh 21. 21 quanh. Giao luôn như em. Giao luôn giá 1 triệu mã 2A. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi lên 3 luôn anh em ơi. 3. Rồi 3A. Rồi cao 1m7 luôn. Tán ngang 1m2. Rồi đỉnh nó đây. Á xanh tươi tốt và đặc biệt nụ quá xá luôn nghe quý vị. Đây quý vị thấy không, nó trong mấy cái nách lá đó đặt hết trơn này ha. Này chơi Tết là hết ý luôn. Xem đây bia vô đây nè. Đó. Đây nè, bia vô ngày đây hết biến nè. À, mấy chỗ này lật lá sơ sơ nè. Đó, nút nụ đặt hết trơn ha. Nó ẩn ở trong mấy cái nách lá ha. Nó xây ra xíu nữa thôi. Đó, dàn xương em nó ha. 19 quanh. Rồi em giao lưu với giá 800 mã 3. Rồi 800 ngàn. Rồi xuống cây. Rồi mã số 4A. Rồi 4A 1m7 luôn. Tán ngang 1m3. Ra chậm chậm. Quý vị xem kỹ nha. Cái lô này cây mai mà lá mít. Mai lá mít hả? Rồi này thì ngồi viết ha. 21 quanh. Rồi 21 quanh. Giao luôn như em. Giao luôn với giá 900. Rồi 900 ngàn luôn. Rồi xuống cây. Rồi này là mấy A đây? 5A. 5A. Rồi 1m7 cao luôn. Tán ngang 1m3. Rồi quý vị xem nút nụ nó luôn ha. Đó, nút nụ nè. Quá sáng nút nụ đây ha. Rồi, ra xuống luôn quý vị ơi. Rồi, quanh 21 quanh. Rồi, 21 quanh. Giao luôn như em. Giao luôn với giá 900. Rồi 900 ngàn. Rồi xuống cây. Quanh to giá nhỏ luôn. Rồi đẹp quá đẹp luôn. 6A. Rồi 1m7 cao luôn. Xây luôn. Rồi tán ngang khoảng 1m3 đến 1m4. Thấy cây này dàn xương bẻ ngang quá. Dàn xương bẻ ngang ha. Đây gần đỉnh nè quý vị. Dàn xương bẻ ngang ha. Để nút nụ luôn nha quý vị. Đây nút nụ quá xá ha. Nhánh nào cũng vậy nha quý vị. Kế bên cũng vậy ha. Đó. Xuống nha. Xuống nè. Vàng xương nè. Rồi quanh nhiêu vậy em? 21 quanh. Rồi 21. Rồi xây luôn. Rồi đó. Xương đặt hết trơn ha. Giao luôn nhiêu em? Giao luôn giá 1 triệu 1. Rồi 1 triệu 1. 6A. Rồi xuống cây. 7A. 7A.
Rồi 72 cao 1m7 luôn. Rồi xin nửa vòng trái đất nha em. Rồi. Rồi 1m3 nha quý vị. Đây, dàn xương đoạn giữa giữa nè. Cũng không thấy ha. Xuống xuống luôn quý vị. Rồi. Đó, bây giờ dàn xương thấy rõ nhất là rồi báo hoành luôn đi em. 19 hoành. Rồi, 19 hoành ha. Em giao luôn với giá là 900. Rồi. Xuống cây. Rồi, mã 8A. Cao quá. À, chắc 2 mét à. Tính 1m7 thôi ha. Rồi, ship nhận có 1m7 à. Rồi, nếu ở gần gần để chiều cao luôn ha. Còn ở xa thì lấy 1m7 nha quý vị. Rồi, tán ngang này khoảng 1m5 nha quý vị. Rồi, nút nổ. Cái chỗ nào thấy quay đó, này lật lá sơ sơ thấy nè. Ở trên đây cũng vậy nè, đó nút nổ ú ù ha. Rồi, dàn xương trong. 20 hoành. Rồi, hoành 20. Nó có cái điểm lạ lạ. Điểm lạ lạ hơi u u nần nần ở chỗ mấy cái nách ha. Này cái mới à, mới u u à. Bên đây cũng có luôn. Mới nứt à. Này nứt nách nè. Nứt nách. Rồi, vô luôn như em. Vô luôn giá 1 triệu mã 8 ha. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Rồi, 9A. Rồi, tính 1m7 cao. Tán ngang 1m4. Đây đây đây, ra 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 từ từ ha, cái này nút nụ quá xá nè quý vị. À, nút nụ nè. Đặt hết trơn ha. Dàn xương luôn. Rồi, ra xuống xương dưới luôn. Ra 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 từ từ xuống. Hoành thân 20. Rồi, 20 hoành. Cây này nó cũng hoành điểm lạ đây ha. Chảy luôn. Rồi, giao luôn như đây em. Giao luôn với giá 900. 900 ngàn, rồi xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Cao dữ ta. Rồi, lấy cây đó. Này hơn 2 mét nha quý vị. Nhưng mà nếu mà ở gần gần thì chợ Thi sẽ xếp cho quý vị nguyên cái chiều cao vậy ha. Còn nếu xa thì theo cái khung của ship trong bưu điện thì khoảng 1m7 nha quý vị. Rồi tán ngang khoảng 1m4 nha. Rồi, ở chỗ lặt lá quý vị thấy nè. Nút nụ quá xá ha. Đó. Rồi dàn xương luôn. Rồi hoành như em. 22 hoành, em giao lưu với giá 900. 22 hoành, giao lưu 900. Rồi. Xuống cây. Rồi, mã số tiếp theo. Nhiêu rồi em? Rồi, 11A. Rồi, lấy 1m7 thôi. Đá ngang khoảng 1m4. Đây, dàn xương trong rồi quý vị. Nút nụ cũng to to nha. Đó, nút nụ đây nè. Đó, to ha. Mình thay này em tính 18 thôi. Rồi, 18 quanh. Giao luôn nhiêu đêm? Giao luôn giá 800. Rồi, xuống cây. Rồi, mã số 12A. Rồi, 12A, cao 1m7 luôn. Rồi, xây xây miếng rồi Thi. Xíu thôi Thi. Nữa, nữa, nữa. Rồi, tới ngang em nói cái chắc khoảng 1m3 nha quý vị. Ê quý vị ơi, nút nụ ha, đặt kẹo luôn ha. Đó. Rồi xuống xuống. Xuống luôn. 18 hoành. Rồi em cứ báo. Rồi 18. Rồi xây 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 xíu đi. Xây
xây xây xây nữa nữa rồi bên này dễ thấy nè ha. Rồi vô luôn như em, vô luôn giá 800. Rồi xuống cây. Rồi 13, cao khoảng 1m6. Rồi ngang khoảng 1m2. Lá xanh tươi tốt còn ở trên. Đó, lạc lá cho quý vị thấy rõ tay cành ha. Đây, dàn xương nè. Đây nút nụ nè. Đó, dễ thương. Rồi quanh 18 quanh. 18. Chào luôn như em. Chào luôn giá 600. Rồi 600 ngàn bao ship toàn quốc luôn. Lên tiếp theo 14 nha. Rồi cao 1m7, tán ngang khoảng 1m2. Đây vàng xương. Đó, quý vị xem kỹ nha. Rồi phía trước mặt mình có nút nụ rồi, sẵn đó ghé thăm em nó luôn đó. Em nó nút nụ cũng quá xá ha. Rồi quanh như em, quanh là 17, em giao lưu giá 600 luôn. Rồi xuống cây, lên cây mới luôn. 15A. Rồi mét 7 cao. Cây này siêu nút nụ luôn, nút u luôn, đặt kẹo luôn, tán ngang mét 3. Đây quý vị ơi, đây nó đặt nút nụ trơn, quý vị thấy trắng ở trong camera ha, trong màn ảnh nè. Là nút nụ em đó đó ha. Đó để em quý vị xem chứ lắc quý vị không thấy gì đâu nha. Rồi xuống luôn, rà xuống. 18 quanh, cái này em giao lưu giá 700. Rồi 700 ngàn. Rồi xuống cây, lên 16A luôn. Rồi 16A này cao tầm 1m7 luôn, tán ngang chắc 1m1 quý vị. Rồi nút nụ nè, đợi anh xíu như Thi. Đó nút nụ đó, quá xá luôn nha. Rồi tái canh nè. Bao nhiêu em? 18 quanh. Rồi 18, giao luôn nha em. Giao luôn giá 600. Rồi 600 ngàn, rồi xuống cây 17 nha. Cây vàng xương bắn ngang ha. Rồi tính khoảng 1,5m cho chắc, tán ngang khoảng 1m3. Nhanh gọn lẹ. Đó, chốt nhanh. Giá yêu thương. Yêu thương mới chốt nhanh nha. Rồi sẵn đó ghé thăm em nụ ha. Đó, em nụ thì cũng bự ha. Em nụ này bự rồi. Đó, vàng xương cũng đều nè quý vị. 19 quanh. Rồi quanh em nói 19, giao luôn như em. Giá 700. 700 ngàn. Rồi xuống cây. Cây này vàng xương đẹp nè. Mấy em? Quên rồi. Anh quên rồi. 18A. Rồi 18A. Rồi này 1,5m đi. Đá ngang 90. 90 trở lại. Này tàn gọn ha. À, nút nụ cũng đẹp nha quý vị. À, nút nụ li ti trong đây nè, nhóc luôn nè quý vị. Đó, ha. Đây vàng xương ha. Rồi quanh như em 18. Giao lưu giá 600. Rồi 600 ngàn luôn, bao ship luôn. 19. 19 nha. Có củ tròn tròn ở dưới hả? Rồi cao 1,5m, tán ngang 1m1. Rồi quý vị xem vàng xương trong nha, sau đó mình ghé thăm em nụ cái nha. Rồi em nụ nè. Đó, vàng xương tiếp. Bao nhiêu em? 18 quanh. 18. Củ to to luôn. Đó, củ tròn tròn ở dưới hang. Em giao lưu với giá 600. Rồi 600 ngàn. Rồi xuống cây.
Rồi mình ở số 20A. Rồi cao tầm này cao tầm 1m4 nha quý vị, tán ngang cũng khoảng 1m4 luôn. Rồi anh em khiêng cây thì nó cây này siêu nụ. Đây ra vô quý vị thấy trắng trắng em nói hết trơn này ha. Đó. Rồi cảm đầu họng ăn ớt con trai mất cảm giác rồi. 20 hoành 21 mà dưới con trai tính 20 thôi. Rồi giao luôn nha em, giao lùi giá 600. Rồi xuống cây 21 a. Rồi cao tầm 1m6, tán ngang khoảng 1m2. Rồi rồi quý vị xem luôn đó, nút nụ cũng quá xáo luôn ha. 20 hoành giao luôn như em, giao luôn giá 600. Rồi 600.000. Rồi xuống cây 22A. Rồi mã số 22A này cao tầm khoảng 1m7, tăng ngang khoảng 1m1. Rồi xương đây, rồi em nụ luôn. Rồi quý vị xem em nụ đó nha. Đó. Rồi xương tiếp nha. À, xương cũng quá sát xương nè ha. Đầu quạnh nhiêu em? 19 quạnh. Rồi có cái cũ đó ha. Không à, đó. Rồi giao luôn nhiêu đem? Giao luôn giá 600 mà. Rồi 600 cho mã số 22. Lên cây mới luôn. 23A. Rồi 24A là rất ít. 23A này cao tầm 1m6, tán ngang khoảng 80. Rồi ra ra. Rồi ghé thăm em nụ một cái luôn. Quá trời là nụ. Em nụ đây. Đó. Ra ra bên đây cũng vậy nha. Rồi thấy em nụ ở đâu rà tới đó ha. À. Quanh giá 600 quanh 18. Rồi 600.000. Rồi xuống cây. Rồi 24A. Rồi cao 1m7, tán ngang 80. Rồi đỉnh em nó ha. Rà 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 luôn. Tay cành chia cũng đều quý vị. Rồi phía trước mặt của mình nè, em nụ nó nè. Lấy tôm đáng. Tay cành chia cũng đều. Quanh 19 quanh 19. Rồi giao luôn như em, giá 600 luôn. Rồi xuống cây. Rồi cuối clip có trả lời gì gửi gắm quý vị không Thi? Mong là cô chú anh chị cho clip và ủng hộ cho em. Bây giờ cô chú anh chị nào mà có nhu cầu mua số lượng nhiều cứ alo trực tiếp em, có giá trị luôn. Rồi, rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.